Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn. Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 8. Đức Giê-hô-va phán cùng Mô-sê rằng: Hãy đem A-rôn cùng các con trai người, áo sống, dầu sức, con bò tơ làm của lễ chuộc tội, hai con chiên đực và giỏ bánh không men, rồi nhóm hiệp cả hội chúng tại cửa hội mạc. Mô-sê bèn làm y như lời Đức Giê-hô-va phán dặn: Hội chúng nhóm hiệp tại nơi cửa hội mạc. Mô-sê nói cùng hội chúng rằng: Đây là các điều Đức Giê-hô-va đã phán dặn làm theo. Đoạn, Mô-sê biểu A-rôn và các con trai người lại gần, rồi lấy nước rửa họ. Người mặc áo lá trong cho A-rôn, cột đai lưng, mặc áo dài, mặc ê-phót và cột đai ê-phót. Người cũng đeo bảng đeo ngực và gắn vào bảng U-rim và Thu-mim, đội cái mão lên đầu, phía trước mão buộc thẻ vàng, tức là tràng thánh, y như lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn Mô-sê. Kế đó, Mô-sê lấy dầu sức, sức cho đền tạm và các vật ở tại đó biệt riêng ra thánh. Rải dầu 7 lần trên bàn thờ và sức dầu cho bàn thờ cùng các đồ phụ tùng của bàn thờ, cái thùng và chân thùng đặng biệt riêng ra thánh. Người cũng đổ dầu sức trên đầu A-rôn, sức cho người đặng biệt riêng ra thánh. Đoạn, Mô-sê biểu các con trai A-rôn lại gần, mặc áo lá trong cho, cột đai, đội mão lên đầu, y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn Mô-sê. Người biểu đem con bò tơ dùng làm của lễ chuộc tội lại gần. A-rôn và các con trai người nhận tay mình trên đầu nó. Mô-sê giết nó, lấy huyết, rồi dùng ngón tay bôi huyết trên chung quanh sừng của bàn thờ, làm cho bàn thờ nên thanh sạch. Đoạn, đổ huyết dưới chân bàn thờ. Như vậy, người biệt bàn thờ riêng ra thánh để làm lễ chuộc tội tại đó. Người lấy hết thải mỡ chài, tấm da mỏng bọc gan, hai trái cật với mỡ của hai trái cật, rồi đem xông trên bàn thờ. Còn con bò, da, thịt và phẫn nó thì người đem thiêu ở ngoài trại quân, y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn Mô-sê. Người cũng biểu đem con chiên đực dùng làm của lễ thiêu lại gần. A-rôn và các con trai người nhận tay mình trên đầu nó, rồi Mô-sê giết nó và rưới huyết chung quanh trên bàn thờ. Đoạn, xả thịt ra từ miếng, đem xong cái đầu, mấy miếng đó và mỡ. Người lấy nước, rửa bộ lòng và giò, rồi xông trọn con chiên đực trên bàn thờ. Ấy là một của lễ thiêu có mùi thơm, tức một của lễ dùng lửa dâng cho Đức Giê-hô-va, y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn Mô-sê. Người cũng biểu đem con chiên đực thứ nhì lại gần, tức là con chiên đực về lễ phong chức. A-rôn và các con trai người nhận tay mình trên đầu con chiên đực đó. Mô-sê giết nó, lấy huyết bôi trên trái tay hữu của A-rôn, trên ngón cái của bàn tay mặt và trên ngón cái của bàn chân mặt. Mô-sê cũng biểu các con trai A-rôn đến gần, bôi huyết nơi trái tay hữu họ, trên ngón cái của bàn tay mặt và trên ngón cái của bàn chân mặt. Đoạn, Mô-sê rưới huyết chung quanh trên bàn thờ. Kế đó, người lấy mỡ, đuôi, hết thảy mỡ chài, tấm da mỏng bọc gan, hai trái cật với mỡ của hai trái cật và cái giò hữu, lại lấy trong giỏ bánh không men để trước mặt Đức Giê-hô-va, một cái bánh nhỏ không men, một cái bánh nhỏ có dầu và một cái bánh tráng, để mấy bánh đó trên những mỡ và giò hữu. Đoạn, để hết thảy trong tay A-rôn và tay các con trai người. Họ đưa qua đưa lại trước mặt Đức Giê-hô-va. Mô-sê lấy các món đó khỏi tay họ, đem xông lên bàn thờ tại trên của lễ thiêu. Ấy là của lễ về sự phong chức có mùi thơm, tức là của lễ dùng lửa dâng cho Đức Giê-hô-va. Mô-sê cũng lấy cái o của con chiên đực về lễ phong chức và đưa qua đưa lại trước mặt Đức Giê-hô-va. Ấy là phần thuộc về Mô-sê, y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn người. Kế ấy, Mô-sê lấy dầu sức và huyết trên bàn thờ, rải trên A-rôn và trên quần áo người, trên các con trai người và trên quần áo họ, biệt A-rôn và quần áo người, các con trai người và quần áo họ riêng ra thánh.
Đoạn Môi-se nói cùng A-rôn và các con trai người rằng: các ngươi hãy nấu thịt tại cửa hội mạc và ăn tại đó với bánh ở trong giỏ về lễ phong chức, y như ta đã phán dặn rằng A-rôn và các con trai người sẽ ăn thịt đó. Nhưng các ngươi phải thiêu thịt và bánh còn dư lại. Trong 7 ngày, các ngươi không nên đi ra khỏi cửa hội mạc cho đến chừng nào những ngày phong chức mình được trọn rồi, vì việc phong chức các ngươi sẽ trải qua 7 ngày. Đức Giê-hô-va đã phán dặn làm y như hôm nay người ta đã làm để làm lễ chuộc tội cho các ngươi. Vậy, hãy ở trọn ngày cả đêm tại cửa hội mạc trong 7 bữa, gìn giữ mạng lệnh của Đức Giê-hô-va, hầu cho các ngươi khỏi thác, vì Ngài đã truyền dặn ta như vậy. A-rôn và các con trai người làm mọi điều y như Đức Giê-hô-va cậy Môi-se truyền dặn vậy. Chương 9. Qua ngày thứ 8, Môi-se gọi A-rôn và các con trai người cùng những trưởng lão của Israel rồi dạy A-rôn rằng: hãy bắt một con bò đực đặng làm của lễ chuộc tội, một con chiên đực làm của lễ thiêu, đều không tì vít chi, và dâng lên trước mặt Đức Giê-hô-va. Ngươi hãy nói cùng dân Israel rằng: các ngươi hãy bắt một con dê đực làm của lễ chuộc tội, một con bò con và một con chiên con không tì vít chi, 1 tuổi, đặng dùng làm của lễ thiêu, một con bò tơ, một con chiên đực đặng dùng làm của lễ thụ ân, để dâng lên trước mặt Đức Giê-hô-va, và một của lễ chay chế dầu, vì ngày nay Đức Giê-hô-va sẽ hiện ra cùng các ngươi. Vậy họ dẫn đến trước hội mạc những vật Môi-se đã dặn biểu, rồi cả hội chúng đến gần đứng trước mặt Đức Giê-hô-va. Môi-se nói rằng: đây là các điều Đức Giê-hô-va phán dặn, hãy làm đi, thì sự vinh quang của Đức Giê-hô-va sẽ hiện ra cùng các ngươi. Đoạn Môi-se nói cùng A-rôn rằng: ngươi hãy đến gần bàn thờ, dân của lễ chuộc tội và của lễ thiêu của ngươi đi, để vì ngươi và vì dân sự làm lễ chuộc tội. Lại cũng hãy dâng của lễ của dân sự và làm lễ chuộc tội cho họ, y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn vậy. A-rôn bèn lại gần bàn thờ, giết bò con đực dùng làm của lễ chuộc tội. Các con trai người đem huyết đến, người nhúng ngón tay vào, bôi trên các sừng bàn thờ, rồi đổ huyết dưới chân bàn thờ. Người lấy đem xông trên bàn thờ mở 2 trái cật và tấm da mỏng bọc gan của con sinh tế chuộc tội, y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se. Còn thịt và da, người đem ra thiêu ngoài trại quân. Đoạn, người giết con sinh dùng làm của lễ thiêu. Các con trai A-rôn đem huyết đến, người rưới chung quanh trên bàn thờ. Họ cũng đem cho A-rôn thịt của lễ thiêu xả ra từ miếng và đầu, rồi người xông hết trên bàn thờ. Đoạn, người rửa bộ lòng và các giò, đem xông trên của lễ thiêu nơi bàn thờ. Người cũng dâng của lễ của dân sự, bắt con dê đực dùng làm của lễ chuộc tội cho dân sự, giết nó và dâng lên đặng chuộc tội, y như của lễ đầu tiên. Lại, người cũng dâng của lễ thiêu theo luật lệ đã định. Kế đó, người dâng của lễ chay, chuốt đầy bụng tay mình, đem xông trên bàn thờ, ngoại trừ của lễ thiêu hồi ban mai. Người cũng vì dân sự giết con bò tơ và con chiên đực làm của lễ thù ân. Các con trai A-rôn đem huyết đến và người rưới chung quanh trên bàn thờ. Họ cũng đem đến cho người mỡ của con bò tơ và con chiên đực, đuôi, mỡ trên bộ lòng, 2 trái cật và tấm da mỏng bọc gan, để những mỡ này trên o, rồi xông mỡ nơi bàn thờ. Đoạn, A-rôn lấy cái o và giò hữu đưa qua đưa lại trước mặt Đức Giê-hô-va, y như Môi-se đã dặn biểu. A-rôn giơ tay mình trên dân sự chúc phước cho. Sau khi dân của lễ chuộc tội, của lễ thiêu và của lễ thù ân, thì người bước xuống khỏi bàn thờ. Môi-se và A-rôn bèn vào hội mạc, kế lại ra chúc phước cho dân sự. Sự vinh quang của Đức Giê-hô-va hiện ra cùng cả dân sự. Một ngọn lửa từ trước mặt Đức Giê-hô-va lòe ra, thiêu hóa của lễ thiêu và mở trên bàn thờ. Cả dân sự thấy đều cất tiếng reo mừng và sấp mặt xuống đất. Thi Thiên 35. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy cãi cọ cùng kẻ cãi cọ tôi, hãy chinh chiến với kẻ chinh chiến cùng tôi. Xin hãy cầm lấy khiên nhỏ và lớn chổi dậy đặng giúp đỡ tôi. Xin hãy rút giáo cản đường kẻ nào rượt theo tôi. Hãy nói cùng linh hồn tôi, ta là sự cứu rỗi ngươi.
Nguyện kẻ tìm giết mạng sống tôi phải bị hổ thẹn và sỉ nhục. Ước gì kẻ toan hại tôi phải lui lại và bị mắc cỡ. Nguyện chúng nó như trâu bị gió thổi đùa. Cầu xin Thiên Sứ Đức Giê-hô-va đuổi chúng nó đi. Nguyện đường chúng nó phải tối mịt và trơn trượt. Cầu Thiên Sứ Đức Giê-hô-va đuổi theo chúng nó. Vì vô cớ chúng nó gài kín lưới cho tôi và vô cớ đào một cái hầm cho linh hồn tôi. Nguyện tai họa không ngờ đến hãm áp nó. Ước gì lưới nó gài kín bắt lại nó. Nguyện nó sa vào đó và bị diệt đi. Linh hồn tôi sẽ vui vẻ nơi Đức Giê-hô-va, mừng rỡ về sự cứu rỗi của Ngài. Các xương cốt tôi sẽ nói: Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ giải cứu người khốn cùng khỏi kẻ mạnh hơn người, cứu người khốn cùng và kẻ thiếu thốn khỏi đứa cướp lột. Vậy có ai giống như Ngài chăng? Những chứng gian dấy lên tra hỏi những việc tôi không biết đến. Chúng nó lấy dữ trả lành. Linh hồn tôi bị bỏ sụi. Còn tôi, khi chúng nó đau, tôi bèn mặc lấy bao kiêng ăn ép linh hồn tôi. Lời cầu nguyện tôi trở vào ngực tôi. Tôi cư xử dường như là bạn hữu hay là anh em tôi. Tôi buồn đi cúi xuống như kẻ than khóc mẹ mình. Nhưng trong lúc tôi bị gian nan, chúng nó bèn nhóm lại vui mừng. Những kẻ cáo gian đều nhóm lại nghịch cùng tôi, song tôi chẳng biết. Chúng nó cấu xé tôi không ngừng. Chúng nó nghiến răng nghịch tôi với những kẻ ác tệ hay nhạo báng. Chúa ơi, Chúa chịu xem điều ấy cho đến chừng nào? Xin hãy cứu vớt linh hồn tôi khỏi sự phá tan của chúng nó và rút mạng sống tôi khỏi sư tử. Tôi sẽ cảm tạ Chúa trong hội lớn, ngợi khen Ngài giữa dân đông. Cầu xin chớ cho những kẻ làm thù nghịch tôi vô cớ mừng rỡ về tôi. Cũng đừng để các kẻ ghét tôi vô cớ nheo con mắt. Vì chúng nó chẳng nói lời hòa bình, nhưng toan phỉnh gạt các người hiền hòa trong xứ. Chúng nó hả miệng hoác ra nghịch tôi mà rằng: Ha ha, mắt ta đã thấy điều đó rồi. Đức Giê-hô-va ơi, Ngài đã thấy điều ấy, xin chớ làm thinh. Chúa ơi, chớ gian xa tôi. Hỡi Đức Chúa Trời là Chúa tôi, hãy tỉnh thức, hãy trỗi dậy để phán xét tôi công bình và binh vực duyên cớ tôi. Hỡi Giê-hô-va, Đức Chúa Trời tôi, hãy đoán xét tôi tùy sự công bình của Chúa. Chớ để chúng nó vui mừng vì cớ tôi. Chớ để chúng nó nói trong lòng rằng: À, kìa, điều chúng ta ước ao đó. Hoặc nói rằng: Chúng ta đã nuốt trọn nó rồi. Phàm kẻ nào vui mừng về sự tai họa tôi, nguyện họ đều bị hổ thẹn và mắc cỡ. Phàm người nào dấy lên cùng tôi cách kiêu ngạo, nguyện họ đều bị bao phủ xấu hổ và sỉ nhục. Còn ai binh duyên cớ công bình tôi, nguyện họ đều reo mừng. Nguyện họ thường nói không ngớt: Đáng tôn trọng Đức Giê-hô-va thay, là đấng vui cho tôi tớ Ngài được may mắn. Vậy lưỡi tôi sẽ thuật sự công bình Chúa và trọn ngày ngợi khen Chúa. Chương 5. Hãy đi dạo các đường phố Jerusalem và nhìn xem. Hãy dò hỏi tìm kiếm nơi các chợ, thử có thấy một người chăng? Nếu có một người làm sự công bình, tìm sự trung tín, thì ta sẽ tha thứ cho thành ấy. Dầu chúng nó nói rằng: Thật như Đức Giê-hô-va hằng sống, ấy cũng là thề dối. Hỡi Đức Giê-hô-va, há chẳng phải mắt Ngài đoái xem sự trung tín sao? Ngài đánh chúng nó chẳng biết lo buồn. Ngài diệt đi, chúng nó chẳng chịu dạy dỗ. Chúng nó tự làm cứng mặt mình hơn vần đá, chẳng khứng trở lại. Tôi bèn nói: Đó thật là kẻ nghèo hèn ngu muội, vì không biết đường lối của Đức Giê-hô-va, luật pháp của Đức Chúa Trời mình. Tôi sẽ đến cùng những người sang trọng mà nói với họ, vì họ biết rõ đường lối của Đức Giê-hô-va, sự công bình của Đức Chúa Trời mình. Song những người này hiệp ý cùng nhau mà bẻ ách dứt dây. Vậy nên sư tử trong rừng sẽ giết họ đi, muôn sói nơi sa mạc diệt họ đi. Beo đương rình ngoài thành họ,
hễ ai ra khỏi đó sẽ bị cắn xé. Vì tội lỗi của họ rất nhiều, sự bội nghịch của họ càng thêm. Ta tha thứ ngươi sao được? Các con trai ngươi đã lìa bỏ ta, thề bởi những thần không phải là thần. Ta đã khiến chúng nó ăn no, mà chúng nó thì phạm tội tà dâm, nhóm nhau cả lũ trong nhà đĩ. Chúng nó cũng như con ngựa mập chạy lung, mỗi một người theo sau vợ kẻ lân cận mình mà hí. Đức Giê-hô-va phán: Ta sẽ chẳng thâm phạt vì những sự đó hay sao? Thần ta há chẳng trả thù một nước như vậy hay sao? Hãy leo lên những vách tường nó và phá đổ đi, nhưng đừng diệt hết. Hãy tỉa bỏ những nhánh nó vì chẳng thuộc về Đức Giê-hô-va. Vì nhà Israel và nhà Giu-đa đã dùng cách quỷ quyệt đối với ta, Đức Giê-hô-va phán vậy. Chúng nó đã chối bỏ Đức Giê-hô-va và nói rằng chẳng phải là Ngài. Hoạn nạn sẽ chẳng lâm trên chúng ta sẽ chẳng gặp gươm dao đói kém. Các đấng tiên tri sẽ trở nên gió, đạo chẳng ở trong họ, họ sẽ gặp phải như vậy. Vậy nên Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân phán như vậy: Vì các ngươi đã nói lời đó, này, ta sẽ khiến lời ta nên như lửa trong miệng ngươi, dân này sẽ như củi, và lửa ấy sẽ nuốt nó. Đức Giê-hô-va phán: Hỡi nhà Israel, ta sẽ khiến một dân tộc mạnh, tức một dân tộc cũ, một dân tộc mà ngươi chẳng biết tiếng, chẳng hiểu lời, từ phương xa đến nghịch cùng ngươi. Cái bao tên nó giống như mồ mả mở ra, chúng nó đều là mạnh bạo. Nó sẽ ăn mùa màng và bánh ngươi, là vật mà con trai con gái ngươi phải ăn. Nó sẽ ăn bầy chiên và bầy bò ngươi, ăn cây nho và cây vả ngươi. Nó sẽ lấy gươm hủy phá các thành vững bền của ngươi, là nơi mà ngươi trông cậy. Đức Giê-hô-va phán: Dầu vậy, cũng trong những ngày đó, ta sẽ chẳng diệt hết các ngươi đâu. Xảy ra khi các ngươi nói rằng: Sao Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi đã làm mọi sự này cho chúng tôi? Thì ngươi khá bảo chúng nó rằng: Như các ngươi đã lìa bỏ ta và hầu việc các thần ngoại trong đất mình thế nào, thì các ngươi cũng sẽ hầu việc các dân ngoại trong một đất chẳng thuộc về mình thế ấy. Hãy rao những lời này cho nhà Gia-cốp, hãy truyền ra trong Giu-đa nói rằng: Hỡi dân ngu muội và không hiểu biết, là dân có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe kia, hãy nghe điều này. Đức Giê-hô-va phán: Các ngươi chẳng kính sợ ta, chẳng run rẩy trước mặt ta sao? Ta là đấng đã lấy cát làm bờ cõi biển bởi một mạng lệnh đời đời không vượt qua được. Sóng biển dầu động cũng không thắng được, biển dầu gầm rống cũng không qua khỏi nó. Nhưng dân này thì lại có lòng ngoan ngạnh và bạn nghịch, hết thảy đều dấy loạn và đi. Chúng nó chẳng nói trong lòng rằng: Chúng ta hãy kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, tức là đấng tùy thời ban cho mưa đầu mùa và mưa cuối mùa, lại vì chúng ta giữ các tuần lễ nhất định về mùa gặt. Sự gian ác các ngươi đã làm cho những sự ấy xa các ngươi, tội lỗi các ngươi ngăn trở các ngươi được phước. Vì trong vòng dân ta có những kẻ ác, chúng nó hay rình rập như người nhử chim, gài bẫy giăng lưới mà bắt người ta. Nhà chúng nó đầy sự dối trá, cũng như lồng đầy chim vậy. Vì đó chúng nó trở nên lớn và giàu, chúng nó mập béo và mỡn mờ. Sự hung ác chúng nó quá đỗi, chẳng xét lẽ cho kẻ mồ côi hầu cho được thạnh lợi. Chúng nó chẳng làm sự công bình cho kẻ nghèo. Đức Giê-hô-va phán: Ta sẽ chẳng thâm phạt về những sự ấy sao? Thần ta chẳng trả thù một nước dường ấy sao? Trong đất này đã xảy ra sự lạ lùng đáng gớm. Những kẻ tiên tri nói tiên tri dối, các thầy tế lễ bởi đó mà cầm quyền, dân ta đều lấy làm ưa thích. Khi đến cuối cùng, các ngươi sẽ làm thế nào? Chương 6. Hỡi con cái Benjamin, hãy trốn khỏi thành Jerusalem để được yên ổn.
hãy thổi kèn tại Thekoa, lên vọi trên Bết Kerem, vì từ phương Bắc xảy đến một tai nạn và sự tàn hại rất lớn. Ta sẽ hủy diệt gái đẹp đẽ yểu điệu của Si-ôn. Những kẻ chăn cùng bầy chiên mình sẽ đến nghịch cùng nó. Chúng nó đóng trại chung quanh nó, mỗi kẻ choáng phần đất mình cho bầy ăn. Hãy sửa soạn chiến trận nghịch cùng nó, hãy đứng lên hãm đánh vào lúc đứng trưa. Khốn thay, ngày đã xế, bóng chiều đã dài. Hãy dậy sấn lên trong lúc ban đêm, hủy diệt cung điện nó. Vì Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy: hãy đốn cây và đắp lũy lên nghịch cùng Jerusalem. Kia là thành phải bị thâm phạt, giữa nó đầy những sự ức hiếp. Như suối văng nước ra thể nào, thì nó cũng văng những điều gian ác ra thể ấy. Sự dữ tợn và hủy phá nghe ra trong nó, bệnh hoạn và thương tích thường ở trước mặt ta. Hỡi Jerusalem, hãy chịu dạy dỗ. E rằng lòng ta chán bỏ ngươi mà làm cho đất ngươi hoang vu, không người ở chăng? Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy: người ta sẽ lượm hết dân sót của Israel như hái nho. Hãy trở tay mà hái, như người hái nho làm trên nhánh nho vậy. Ta sẽ nói và làm chứng cho ai, đặng họ nghe ta? Này, tai họ chưa cắt bì, họ không nghe được. Này, lời của Đức Giê-hô-va đã trở nên sự quở trách cho họ, họ chẳng lấy làm đẹp lòng chút nào. Cho nên ta được đầy cơn giận của Đức Giê-hô-va, mệt vì nín lặng. Hãy đổ nó ra trên con nít ngoài đường phố và trên hội kẻ trai trẻ, vì chồng với vợ, ông già cùng kẻ lớn tuổi đều sẽ bị bắt. Nhà, ruộng và vợ của họ sẽ sang qua kẻ khác, vì tay ta sẽ giang ra trên dân cư đất này, Đức Giê-hô-va phán vậy. Vì trong vòng họ, từ kẻ rất nhỏ cho đến người rất lớn đều tham lam, từ kẻ tiên tri cho đến thầy tế lễ đều làm sự giả dối. Họ rịt vết thương cho dân ta cách sơ sài mà rằng: bình an mà không bình an chi hết. Họ phạm tội gớm ghiếc, há lấy làm xấu hổ ư? Họ chẳng xấu hổ chút nào, cũng chẳng thẹn đỏ mặt nữa. Cho nên họ sẽ vấp ngã với những kẻ vấp ngã. Khi ta thâm phạt, chúng nó sẽ bị lật đổ, Đức Giê-hô-va phán vậy. Đức Giê-hô-va phán như vậy: hãy đứng trên các đường cái và nhìn xem, tra xét những đường lối cũ, xem thử đường tốt ở đâu. Hãy đi đường ấy, thì các ngươi sẽ được sự an nghỉ cho linh hồn mình. Nhưng chúng nó đáp rằng: chúng tôi không khứng đi đường ấy. Ta đã lập vọng canh kề các ngươi, hãy chăm chỉ nghe tiếng kèn. Nhưng chúng nó đáp rằng: chúng tôi không khứng nghe. Vì vậy hỡi các nước hãy nghe, hỡi hội chúng hãy biết điều xảy đến giữa chúng nó. Hỡi đất hãy nghe, này, ta sẽ khiến tai vạ đến trên dân này, tức là quả báo của ý tưởng nó, vì nó chẳng chăm nghe lời ta và đã bỏ luật pháp ta. Nào, ta có cần gì nhũ hương đến từ Sê-ba, xương bồ đến từ xứ xa mà dâng cho ta? Của lễ thiêu của các ngươi chẳng đẹp lòng ta, ta chẳng lấy tế lễ của các ngươi làm vừa ý. Vậy nên Đức Giê-hô-va phán như vậy: này, ta sẽ đặt sự ngăn trở trước mặt dân này. Cha và con sẽ cùng nhau vấp ngã, xóm riền bạn hữu đều chết mất. Đức Giê-hô-va phán như vậy: này, một dân đến từ xứ phương Bắc, một nước lớn dấy lên từ nơi đầu cùng đất. Chúng nó thảy đều cầm cung và giáo, thật là dữ tợn, chẳng có lòng thương xót. Tiếng chúng nó rống lên như biển, họ đều cưỡi ngựa. Ai nấy sắp hàng như người lính chiến mà nghịch cùng ngươi, hỡi con gái Si-ôn. Chúng ta đã nghe tin ấy, tay đều yếu đuối, buồn rầu thảm thiết, cơn quặn thắt như đàn bà đẻ con đã xông vào chúng ta. Chớ ra nơi đồng ruộng, chớ đi trên đường vì gươm của giặc ở đó, khắp mọi nơi đều có sự kinh hãi. Hỡi con gái của dân ta,
hãy thắt lưng bằng bao gai và lăn trong tro bụi. Hãy phát tang như mất con trai một, làm cho nghe tiếng than khóc đắng cay, vì kẻ tàn phá sẽ xông tới trên chúng ta thình lình. Ta đã lập ngươi làm kẻ thử và đồn lũy giữa dân ta, đặng ngươi nhận biết và dò xem đường lối nó. Chúng nó thấy đều bạn nghịch quá lắm, đi dạo nói xấu, cứng như đồng như sắt, làm những sự bại hoại. Ống bể thổi mạnh, chì đã tiêu bởi lửa. Chúng nó luyện đi luyện lại cũng là luống công, vì kẻ gian ác vẫn chưa trừ khỏi. Nó sẽ bị gọi là bạc bỏ, vì Đức Giê-hô-va từ bỏ nó. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.